Ok, em làm một cái clip nữa trong buổi tối ngày hôm nay. Video này thì em giới thiệu bán một chiếc đài radio cassette của Sony, là Sony 1075S. Chiếc đài này thì là giá rẻ, em đang bán với giá là 650.000, nhận ship hàng toàn quốc qua Bưu điện. Các chức năng thì đang còn hoạt động tốt, với nghe radio FM và AM bằng cassette. Ở dưới này thì nó có cái chỉnh EQ với 3 giải tần, bass, mic, chép. Ở trên tem loa thì nó có ghi công suất là 40W và là loa hai đường tiếng. Rồi, bây giờ em tiếp một đoạn nhạc từ băng cassette và mở một đoạn radio cho anh em nghe thử. Anh em nào có nhu cầu mua cái đài này thì liên hệ với em trực tiếp theo số điện thoại trên bảng tên đây. Tôi xin vào cuộc gian nan và được nghe những bước xa thì thanh vừa mặt nhìn trời khi rét mướt đêm đêm ngủ vùi bờ chân lướt vai sơn. Tôi xin vào cuộc gian nan chân mạc xa chẳng rượu ngon không gái tơ làm tóc đang say vào nửa trang linh thường tay tôi cơm cá khô lùa canh ngút hồi đêm ngang tổng pháo giặc một mình đều răng thơ bên kia mà vẫn cười. Tôi xin vào gian nan mà bản thân gục ngã khi chưa biết yêu một lần để lại hận thù tôi nuôi khi quê hương mệt nhoài trên tóc tôi. Con sẽ bị đau và khi mà đau rồi thì các con có cái tâm lý là cảm thấy sợ khi mà thay răng, khi mà nhổ răng rồi khi mà lung lay những cái răng kế tiếp thì các con lại sợ và không dám nói mẹ và không dám đi tới bác sĩ nữa thì thành ra là gây cái tâm lý không tốt cho con. Rồi về những cái răng mà thay á, thì là trong những cái răng hàm là sẽ là những cái răng thay cuối cùng như cái răng cối, răng số 4, số 5. Đó. Dạ. Không biết là bé của nhà chị Phương là bé gái đúng không ạ? Dạ, dạ. Bé gái ạ. Dạ, bé của em năm nay là 6 tuổi rồi ạ. Ừ. À, bé đã thay cái răng nào chưa chị? Dạ, bé đã thay được hai cái răng cửa ở dưới. Dạ. Hai cái răng cửa ở dưới nhưng mà còn hai cái răng cửa.